Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự 18:30 của Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Hôm nay thứ ba, ngày 16 tháng 8 năm 2022, chương trình gồm có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thông báo kết quả kỳ họp Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy lần thứ 13 để xem xét quyết định một số nội dung theo thẩm quyền. Ủy viên Ban Thường vụ, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Lê Minh Ý chủ trì kỳ họp với một số nội dung như sau. Qua xem xét kết quả giám sát chuyên đề đối với Đảng đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và đồng chí Trần Thị Kiều Yến, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Đảng ủy Cục Quản lý thị trường và đồng chí Huỳnh Vũ Phong, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng, đồng chí Huỳnh Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Chí Dững, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng, đồng chí Nguyễn Tân Tiến, Đảng ủy viên, Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường trong việc lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản. Ủy ban kiểm tra nhận thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát còn một số hạn chế khuyết điểm như lãnh đạo chỉ đạo thực hiện việc kê khai tài sản có nội dung chưa chặt chẽ, công tác kiểm tra giám sát từng lúc chưa thường xuyên, cán bộ tham mưu chưa nghiên cứu sâu văn bản, nhận thức một số đảng viên chưa đầy đủ, chưa tập trung đúng mức và kê khai một số nội dung không đúng hướng dẫn. Với những hạn chế khuyết điểm được chỉ ra, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị tổ chức đảng và đảng viên đứng đầu tổ chức đảng được giám sát, kiểm điểm nghiêm túc rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nêu trên. Qua xem xét kết quả giám sát chuyên đề đối với Ban Thường vụ Huyện ủy U Minh, Đảng ủy Sở Lao động Thương binh và Xã hội và đồng chí Nguyễn Quốc Thanh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội về thực hiện quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020-2025, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ. Ủy ban kiểm tra nhận thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát còn một số hạn chế khuyết điểm như việc lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng và thực hiện quy chế làm việc có nội dung chưa chặt chẽ, chưa kịp thời điều chỉnh bổ sung phù hợp quy định, nhất là cấp ủy cơ sở, công tác cán bộ có nội dung thực hiện chưa đầy đủ theo quy định, hướng dẫn của cấp trên. Công tác kiểm tra giám sát chưa thường xuyên kịp thời. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát, kiểm điểm và nghiêm túc rút kinh nghiệm, tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra giám sát, kịp thời chỉ đạo sửa đổi bổ sung quy chế làm việc và thực hiện công tác cán bộ theo quy định. Qua xem xét kết quả kiểm tra, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và kiểm tra đảng phí đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh. Ủy ban kiểm tra nhận thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, các tổ chức đảng được kiểm tra còn một số hạn chế khuyết điểm như việc lãnh đạo chỉ đạo và thực hiện quản lý đảng phí có nội dung chưa đảm bảo về nghiệp vụ kế toán. Ủy ban kiểm tra Đảng ủy không thực hiện giám sát chuyên đề, lưu trữ hồ sơ các cuộc kiểm tra giám sát của cấp ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy chưa đảm bảo quy định. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh nghiêm túc rút kinh nghiệm và có kế hoạch khắc phục những hạn chế khuyết điểm nêu trên. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy xem xét kết luận giải quyết tố cáo đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Bạo, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình có khuyết điểm trong việc chưa chỉ đạo giải quyết kịp thời yêu cầu của công dân về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng nhà ở. Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Thới Bình chỉ đạo kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm đối với đồng chí Nguyễn Hoàng Bạo và một số đảng viên có liên quan, đồng thời thường xuyên chỉ đạo kiểm tra chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực xây dựng nhà ở, đất đai, thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý đơn thư yêu cầu của công dân. Cũng tại kỳ họp này, Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét cho ý kiến một số nội dung quan trọng khác. Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và phổ cập giáo dục được duy trì và củng cố. Chỉ tiêu kế hoạch thực hiện công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 đều đạt và vượt so với năm trước. Tiếp tục rà soát sắp xếp mạng lưới trường học đáp ứng yêu cầu tinh gọn theo đề án sắp xếp phát triển mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.
Đây là những kết quả nổi bật được nêu lên tại hội nghị tổng kết năm học 2021-2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2022-2023 do Sở Giáo dục và Đào tạo Cà Mau tổ chức vào chiều nay. Dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân. Năm học 2021-2022, toàn ngành giáo dục tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp tổ chức dạy học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục và đào tạo ứng phó với đại dịch COVID-19. Kết quả chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, chất lượng mũi nhọn tiếp tục được quan tâm đầu tư. Toàn tỉnh có 336 trên 501 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ hơn 67%. Việc xét hoàn thành chương trình năm học 2022 đối với cấp tiểu học đạt tỷ lệ gần 100%, cấp trung học cơ sở đạt tỷ lệ hơn 99% và tỷ lệ đỗ tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 sau phúc khảo đạt 99,16%. Thực hiện đề án sắp xếp phát triển mạng lưới trường học trên địa bàn tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã giảm 4 trường tiểu học, 2 trường trung học cơ sở, tăng 1 trường trung học phổ thông, xóa 80 điểm trường lẻ. Với chủ đề đoàn kết, nỗ lực vượt khó, linh hoạt, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, 11 nhiệm vụ trọng tâm cùng những phương hướng giải pháp cụ thể được ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Cà Mau chú trọng triển khai thực hiện để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm học mới 2022-2023. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Minh Luân chỉ đạo bước sang năm học mới 2022-2023. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ngành giáo dục chú trọng đúng mức sắp xếp trường lớp, tuyển dụng viên chức, quy hoạch, rà soát vị trí việc làm, mua sắm sửa chữa cơ sở vật chất, đánh giá tình hình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 để có giải pháp tháo gỡ kịp thời. Quan tâm sức khỏe học đường trước tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp như hiện nay. Đối với lộ trình tăng học phí, thu học phí phải thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời kiểm tra, quản lý chặt các khoản thu đầu năm học mới. Dịp này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Công ty sách thiết bị Cửu Long trao tặng hơn 9.500 bản sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau với tổng trị giá 186 triệu đồng. Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thương mại dịch vụ Nam Bình trao tặng một chiếc xe máy trị giá 22 triệu đồng cho em Mai Gia Hân, học sinh trường Trung học phổ thông Khánh Lâm, huyện U Minh, đã đạt thành tích đỗ thủ khoa tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022 vừa qua. Học sinh tụ trường vào ngày 25 tháng 8 năm 2022 và khai giảng năm học mới vào ngày 5 tháng 9 năm 2022. Các cấp học kết thúc và tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 trước ngày 28 tháng 5 năm 2023. Trong trường hợp đặc biệt, các cấp học kết thúc và tổ chức tổng kết năm học 2022-2023 trước ngày 15 tháng 6 năm 2023. Đây là những mốc thời gian được lưu ý tại quyết định số 2077 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành về khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 5 tháng 9 năm 2022 đến ngày 7 tháng 1 năm 2022, bắt đầu và kết thúc học kỳ 1 đối với giáo dục mầm non và phổ thông gồm 18 tuần thực học. Giáo dục thường xuyên gồm 18 tuần thực học đối với lớp 10, các lớp 11, 12 gồm 16 tuần thực học. Từ ngày 9 tháng 1 năm 2023 đến ngày 20 tháng 5 năm 2023 sẽ bắt đầu và kết thúc học kỳ 2 đối với giáo dục mầm non và phổ thông gồm 17 tuần thực học. Riêng hệ giáo dục thường xuyên gồm 17 tuần thực học đối với lớp 10 và 16 tuần thực học đối với các lớp 11, 12. Thời gian nghỉ Tết dương lịch, Tết Nguyên đán, nghỉ lễ thực hiện theo quy định hiện hành. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở sẽ hoàn thành trước ngày 27 tháng 5 năm 2023. Việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đối với mầm non lớp 1, lớp 6 và lớp 10 năm học 2023-2024 sẽ hoàn thành trước ngày 20 tháng 8 năm 2023. Hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo văn bản để trình Chính phủ về mức thu học phí năm học 2022-2023. Liên quan vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành công văn số 5286 chỉ đạo về việc thu học phí năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tạm thời chưa thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh.
Đối với các khoản thu khác đầu năm học nếu có, phải thực hiện theo đúng quy định hiện hành, không được thu bất cứ khoản thu nào ngoài quy định. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với các sở ngành địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện nội dung nêu trên và chủ động tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng thời chủ động theo dõi liên hệ Bộ Giáo dục và Đào tạo để nắm thông tin về mức thu học phí năm học 2022-2023. Tiến tới kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau, 19 tháng 8 năm 1977, 19 tháng 8 năm 2022, chiều nay Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đến trao học bổng cho học sinh nghèo tại xã Tân Hải, huyện Phú Tân. Đơn vị Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau được phân công phụ trách hỗ trợ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Theo đó, trước thềm năm học mới, Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau vận động công ty cổ phần phân bón dầu khí Cà Mau tài trợ 50 suất học bổng hạt ngọc mùa vàng và Viettel Cà Mau hỗ trợ 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Tập đoàn Ico Group chi nhánh Cà Mau tặng 13 lô cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Hải. Tổng giá trị các phần quà gần 40 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên được công đoàn, đoàn cơ sở Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau phối hợp thực hiện có hiệu quả với các đơn vị trong thời gian qua nhằm góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội bên cạnh nhiệm vụ chính trị được giao. Số ca mắc sốt xuất huyết vẫn đang gia tăng ở nhiều nơi trên cả nước với nhiều ca bệnh nặng thậm chí là tử vong. Điều đáng lưu ý là nhiều trường hợp bệnh nặng nhưng không có triệu chứng bệnh điển hình. Tại huyện Cái Nước, tỷ lệ người lớn mắc bệnh sốt xuất huyết chiếm gần 35% trong tổng số ca mắc, tăng hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, huyện Cái Nước ghi nhận 150 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó có 50 trường hợp người lớn, chiếm tỷ lệ gần 35%. Đáng chú ý, những ngày gần đây, thời tiết mưa lớn kéo dài làm cho một số nơi trũng thấp trở thành ao tù nước động, dẫn đến số ca mắc sốt xuất huyết và ổ dịch nhỏ liên tục phát sinh. Chỉ tính riêng từ đầu tháng 5 đến nay, khoa nhiễm bệnh viện Đa khoa Cái Nước tiếp nhận và điều trị 25 trường hợp người lớn mắc bệnh sốt xuất huyết. Các trường hợp còn lại được điều trị ở tuyến trên. Điều này cho thấy tỷ lệ người lớn mắc bệnh sốt xuất huyết đang gia tăng, tình trạng bệnh nhân nhập viện điều trị có dấu hiệu phức tạp hơn. Trạng bệnh chuyển nặng nó cũng nhanh. Có khi ở khoa mới vừa nhận xong thì đã có dấu hiệu cảnh báo. Nên ở đây là phải chuyển xuống hồi sức để mà điều trị. Bởi vì tất cả các cái trường hợp là bị cảnh báo là đã có mạch huyết áp nó đã bất thường rồi. Nên phía dưới là theo dõi tiếp. Hiện dịch sốt xuất huyết đang vào mùa, do đó người bệnh không nên chủ quan, nhất là những gia đình đang có người sốt xuất huyết. Và dù có bất kỳ triệu chứng nào cũng nên được bác sĩ thăm khám để không bỏ sót bệnh. Bởi theo các bác sĩ, không phải người bệnh sốt xuất huyết nào cũng có biểu hiện sốt cao hay nổi nốt ban trên người. Theo thống kê, khoảng 70-95% bệnh nhân sốt xuất huyết không có triệu chứng, thậm chí không sốt. Do đó, người bệnh không nên chủ quan khi không thấy các triệu chứng hoặc sau khi đã hết các triệu chứng, mà cần theo dõi sát để phát hiện dấu hiệu cảnh báo. Nếu có, cần nhập viện ngay lập tức. Các dấu hiệu cảnh báo bao gồm mệt mỏi, khó chịu dù giảm sốt hoặc hết sốt, đông ói nhiều, đau bụng nhiều, tay chân lạnh, ẩm, mệt lả, bứt rứt, chảy máu mũi, miệng, chân răng hoặc các vị trí khác. Kéo dài thời gian, bệnh có thể tiến triển theo chiều hướng xấu. Ngoài ra, virus sốt xuất huyết có đến 4 chủng huyết thanh gây bệnh. Nghĩa là người đã mắc bệnh vẫn có thể bị mắc lại. Một người có thể bị sốt xuất huyết đến 4 lần trong đời. Do là mình thấy trẻ em mắc nhiều hơn người lớn. Do là khi trẻ em sức đề kháng còn chưa đủ, không có đủ mạnh để như là miễn tạo miễn dịch. Cho nên người lớn thì thường cái sức đề kháng nó nhiều hơn. Cho nên là thường là thấy cái lượng mắc sốt huyết người lớn thường ít hơn trẻ em. Nhưng mà đã khi mà đã mắc sốt huyết rồi thì người lớn trẻ em đều có nguy cơ như nhau. Trước diễn biến phức tạp bệnh sốt xuất huyết, người dân không nên chủ quan khi thấy các biểu hiện như đau đầu, sốt cao, đau nhức cơ thể, kéo dài 2 ngày không đỡ. Người bệnh cần đi khám để kịp thời chẩn đoán chữa trị, tránh để xảy ra những biến chứng nghiêm trọng. Chiều hôm qua, Ban Quản lý các dự án ODA và NGO tỉnh Cà Mau tổ chức trao tôm giống hỗ trợ cho 3 hộ dân thực hiện các mô hình sinh kế của tiểu dự án 8 thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long do Ngân hàng Thế giới tài trợ tại huyện Phú Tân.
Trong đó có hai hộ dân được hỗ trợ con giống thực hiện mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp với cá rô phi để xử lý môi trường, gồm hộ ông Lữ Trung Kha, ngụ ấp Cái Đôi Nhỏ và hộ ông Nguyễn Minh Trung, ngụ ấp Tân Quảng Tây, xã Nguyên Việt Khái, mỗi hộ được hỗ trợ 250.000 con tôm giống. Hộ ông Trần Thanh Hải, ngụ khóm 8, thị trấn Cái Đôi Dàm được hỗ trợ 350.000 con tôm giống thực hiện mô hình nuôi tôm thẻ siêu thâm canh, ứng dụng công nghệ Semi Bioflock. Đây đều là những hộ được lựa chọn trong các tổ cộng đồng nuôi tôm siêu thâm canh, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện dự án đưa ra. Số tôm giống hỗ trợ cho bà con được Ban Quản lý các dự án ODA và NGO đặt hàng tại một cơ sở sản xuất tôm giống có uy tín trên địa bàn tỉnh. Tôm được nuôi theo hình thức hai giai đoạn, sạch bệnh, khỏe mạnh, có khả năng thích ứng tốt với điều kiện thời tiết tại vùng được triển khai dự án. Ngoài hỗ trợ tôm giống, mỗi hộ thực hiện mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng kết hợp với cá rô phi còn được dự án hỗ trợ khoảng 2 tấn thức ăn thủy sản trong quá trình nuôi. Riêng hộ thực hiện mô hình nuôi tôm siêu thâm canh ứng dụng công nghệ Semi Bioflock được hỗ trợ khoảng 2,6 tấn thức ăn thủy sản trong quá trình nuôi. Phần thức ăn còn lại do hộ nuôi đối ứng. Trước và trong quá trình nuôi, các hộ tham gia dự án cũng được tập huấn hướng dẫn về kỹ thuật nuôi nhằm đạt hiệu quả cao nhất. Lãnh đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Phú Tân cho biết, từ năm 2019 đến nay, huyện được Ban Quản lý các dự án ODA và NGO hỗ trợ triển khai thực hiện nhiều mô hình sinh kế thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Hầu hết các mô hình đều cho hiệu quả cao, nhất là các mô hình nuôi tôm, qua đó góp phần tăng thu nhập kinh tế, cải thiện cuộc sống người dân. Trong những ngày qua, bà con nông dân tại các vùng ngọt quá huyện U Minh tiến hành thu hoạch vụ lúa hè thu năm 2022. Đến thời điểm này, đã có hàng chục hecta lúa hè thu được nông dân tiến hành thu hoạch. Đây là những diện tích lúa được nông dân gieo xạ sớm, tập trung chủ yếu ở xã Khánh An, Khánh Lâm và trung tâm giống nông nghiệp của huyện. Năng suất lúa đạt 4,2 tấn một hecta, tăng từ 0,2 đến 0,5 tấn một hecta so với vụ mùa trước. Tuy nhiên, những ngày qua do mưa trên diện rộng đã làm chậm tiến độ thu hoạch lúa, đồng thời có nhiều diện tích bị đổ ngã, làm ảnh hưởng đến chất lượng hạt lúa. Nếu thời tiết thuận lợi, diện tích lúa hè thu sẽ được bà con nông dân thu hoạch cao điểm vào trung tuần tháng 9 tới. Xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển được thiên nhiên ưu ái ban tặng với nhiều cảnh đẹp hoang sơ và đa dạng các loài thủy hải sản thu hút du khách khi đặt chân đến. Phát huy tiềm năng sẵn có của địa phương, các hộ dân trên địa bàn đã phát triển mạnh mẽ loại hình du lịch sinh thái cộng đồng để tăng thêm thu nhập, mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành công nghiệp không khói. Là một trong những hộ làm du lịch sinh thái cộng đồng tại ấp Cồn Mũi, xã Đất Mũi, ông Quách Gia Ngãi đã tận dụng lợi thế sẵn có của gia đình để phát triển du lịch sinh thái. Trên diện tích vuông tôm, ông Ngãi cho xây dựng nhà sàn với không gian lý tưởng để du khách có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cánh rừng nước và không khí mát mẻ trong lành. Ngoài ra, ông còn thả nuôi nhiều loài thủy hải sản để du khách có thể lựa chọn để chế biến theo ý thích của mình với giá cả hợp lý. Để đáp ứng nhu cầu của du khách, ông Ngãi còn phục vụ nghỉ qua đêm để khám phá hoạt động sổ vuông, bắt ba khía, đặt lợp cua, hay tham quan các tuyến xuyên rừng mang tới nhiều trải nghiệm thú vị cho du khách. Phục vụ đi làm du lịch sinh thái cộng đồng, nói chung là trước tiên là cái phục vụ là cái chủ khách, bởi khách là hiện đấy mà khách bởi đến làm sao khách khi đến rồi họ trải nghiệm, rồi khi đến thì cũng như mình chào như người thân mình về thôi. Đi về nơi đó họ tuyên truyền là nơi Đất Mũi để bà con thấy ở phục vụ khách đó là để làm sao mà cho quyến luyến lại, để cho mà làm sao cho du khách để thu hút càng ngày càng đông thêm về cái du lịch Đất Mũi Cà Mau chúng ta. Khách được phục vụ, mọi người ở đây thì rất là chu đáo và tận tình, giá cả thì rất là hợp lý. Sáng nay trước có quay đoạn video mà nói rằng là nếu là với một tư cách là một người dân Việt Nam thì ít chúng ta đến đây một lần, và sau lần này thì tôi với cá nhân tôi sẽ làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để cùng với người thân gia đình và bạn bè có thể ghé đây này nhiều lần hơn nữa. Hiện nay các điểm du lịch sinh thái cộng đồng trên địa bàn xã Đất Mũi không ngừng đầu tư theo hướng bài bản, từ đa dạng các sản phẩm du lịch, đổi mới hoạt động trải nghiệm tới thưởng thức ẩm thực lẫn thái độ phục vụ để làm hài lòng du khách. Ngoài ra, các điểm du lịch sinh thái cộng đồng còn xây dựng các tour du lịch trải nghiệm kết nối các công ty lữ hành nhằm quảng bá, giới thiệu hình ảnh con người, cảnh vật, sản phẩm du lịch đến với du khách trong và ngoài nước.
Với sự phát triển của du lịch cộng đồng của xã Đất Mũi, thì từ khi bắt đầu năm 2013 thì xây dựng và phát triển cũng được 5 cái điểm du lịch cộng đồng. Thì đi vào hoạt động thì đến thời điểm này thì qua tuyên truyền vận động thì các cái tổ chức cá nhân tham gia và thành lập thêm đến thời điểm này thì hơn 10 điểm du lịch cộng đồng. Khai thác thì các cái tiềm năng lợi thế của địa phương đó sẵn có, thì trong thời gian qua thì du khách đến cũng rất là đông, rồi về nâng cao cái thu nhập của người dân ở Đất Mũi. Hiện trên địa bàn xã Đất Mũi có khoảng 10 hộ dân làm du lịch sinh thái cộng đồng để phục vụ nhu cầu trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp hoang sơ của mảnh đất cực Nam Tổ quốc. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng toàn bộ vẻ đẹp hoang sơ và thưởng thức các món ăn đặc sản của vùng đất cực Nam, hứa hẹn sẽ mang lại cho du khách chuyến đi thú vị với các dịch vụ trải nghiệm vô cùng đặc sắc. Những ngày gần đây, trên địa bàn huyện Đầm Dơi liên tiếp xảy ra những vụ sạt lở ảnh hưởng đến các công trình giao thông. Chiều hôm qua, lãnh đạo của Ủy ban nhân dân huyện có chuyến kiểm tra tình hình sạt lở tuyến lộ 3 mét từ kênh 10 Hội đến trường tiểu học Khai Quang, xã Quách Phẩm. Tuyến lộ trên được nghiệm thu đưa vào sử dụng tháng 10 năm 2021. Qua thời gian sử dụng đến ngày 10 tháng 8 thì bị sạt lở với chiều dài 36 mét, rộng 2 mét, sâu khoảng 1 mét. Ở đoạn này, mặc dù có bờ kè bê tông do người dân xây để bảo vệ, nhưng đều bị sạt lở, nguy cơ đoạn lộ sẽ bị sụp trong một vài ngày tới nếu không có biện pháp sửa chữa kịp thời. Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo huyện yêu cầu xã Quách Phẩm hỗ trợ hộ dân có phần lộ bị sạt lở nhanh chóng di dời. Ngành chuyên môn tiến hành gia cố phần lộ sạt lở, cấm bản lưu thông ô tô qua lại trong thời gian thi công sửa chữa đoạn lộ bị sụp lún.